Xin chào các mẹ, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các mẹ làm sao để dây cháo cho con cho nó nhanh nhất. Như các mẹ đã thấy thì đây là cái cháo 1:10 mà lúc nãy mình đã nấu rồi. Thì bây giờ nó rất là loãng như này, cho nên bây giờ dây như thế nào cho nó nhanh và đơn giản. Thì mình chỉ cần một cái lọc như thế này thôi. Cái này thì mua ở ngoài chợ rất là nhiều, hoặc siêu thị rất nhiều. Thì bây giờ mình sẽ đổ cái cháo mình đã dây vào cái cháo 1:10 mình đã nấu vào đây. Là chúng ta lấy cái thìa này và chúng ta miết cái cháo này. Khi mà mình kể cả nấu bằng cơm, mình nấu bằng gạo, khi mà mình ủ thì nó đã tương đối là nát ra rồi. Nát ra thì mình cứ miết như thế này thôi, miết như thế này thì nó tự nát ra thôi, không có gì khó khăn hết. Đó thì cái cháo nó sẽ dính ở dưới đít bát như thế này, dưới đít cái dây như thế này. Bây giờ mình sẽ gạt nó nốt vào đây. Ở đây thì bây giờ cái cháo nó sẽ hơi dính thì mình lấy cái thìa mình ấn cho nó nát ra. Đấy thì cái lần dây đầu tiên ấy thì cái nhiều cái hạt của nó sẽ vẫn có cái độ to, thì bây giờ mình lại đổ nó sang bên này và mình dây tiếp. Mình cứ làm như thế này cho đến khi nào mà cái cháo dây này của con nó đạt được cái độ thô, mà cái độ nhuyễn mà mình mong muốn, mình có thể dừng. Như thông thường những bạn thông thường mà mới bắt đầu ăn ấy, thì mình chỉ cần dây đến lần thứ ba thôi và nó đã rất là nhuyễn và rất là mịn. Ok, bây giờ mình lại hòa loãng. Do là cái thìa này nhiều khi nó còn dính những cái lợn cợn này, thì mình có thể lấy một cái bát khác, sau đó là mình cho sang cái bát như thế này. Rồi mình lấy cái cháo mình đặt sang đây. Thì cái thìa này nó hay bị dính cái to ấy, thì mình lấy nốt cái này. Mình lấy cái thìa mới và cái bát mới mình dây nốt. Ok, thì cuối cùng là đây là cái thành phẩm mình đã ra được, một cái bát cháo dây như thế này, rất là mịn cho con. Mình sẽ cho con ăn một cái bát cháo này. Ok.